Rồi, chào quý vị và các bạn, các anh chị em trên toàn quốc vì các bạn yêu những chiếc đồng hồ cổ. Hôm nay em về một con thùng bè FFR của Pháp. Thì con này tuyệt đẹp nha quý vị. Tất cả các cái mộc, các cái gỗ là còn nguyên bản hết, chăm chăm hết nha. Nguyên bản hết luôn, chưa dặm tốt, chưa tốt tát gì hết. Cái này quý vị muốn nó bóng lên màu thì chúng ta đánh vật đi con thì nó bóng lên màu ha, vì nó là gỗ nha quý vị. Gỗ, các cái thùng, các cái hoa văn thùng bè thì quý vị biết rồi ha. Rồi bây giờ đo kích thước, em đo kích thước cho quý vị các bạn xem ha. Kích thước nó 52 chiều cao, chiều ngang thì nó 43 nha quý vị, chiều cao 43, chiều sâu là nó 16,5. Con này 8 gông 8 búa, đánh hai bản nhạc nha, mặt tuyệt đẹp luôn, con này là tuyệt đẹp luôn nha quý vị, đây tuyệt đẹp ha. Tất cả các cái đây là cái này, cái phá gồng ha, để vô đây nè, vô phá gồng cái con ốc, các cái này ha quý vị, khóa nguyên hết. Rồi bây giờ em test chuông nha quý vị ha. Mười lăm phút nó sẽ điểm một lần, rất đẹp luôn, mặt con này rất đẹp. Máy móc thì dầu mỡ hết nha các bạn, và chỉ việc treo dùng thôi. Chuông rất hay ha. Và con này thì có mức giá là 8.500.000 nha các bạn, 8.500.000. Em bao ship toàn quốc cho quý vị. Về chỉ việc treo dùng thôi. Dầu mỡ thì em đã sẵn hết rồi. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.